chào mọi người, hôm nay hãy cùng Ngọc khám phá xem khu campus hiện đại và xịn sò của công ty FPT Software nhé. Và hãy cùng xem là đại bản doanh của dân IT có gì khác so với những công ty khác không nha. Đây là chiếc cổng mô phỏng theo cổng Torii của Nhật, và mọi người biết không, thông thường thì cổng Torii được sử dụng để đánh dấu sự chuyển đổi giữa các vùng đất. Và hiện tại thì Ngọc đang không phải đứng ở một danh lam thắng cảnh nước ngoài nào cả, mà mình hiện tại đang đứng ở Hola Park của FPT Software. Ngay điều thú vị mà Ngọc sẽ bật mí cho mọi người tại khu campus của FPT Software ngày hôm nay đó chính là sảnh tương lai, nơi hiện tại đang được đặt bức tường lịch sử của FPT Software. Và với thiết kế sang trọng và hiện đại như thế này thì đây chính là khu vực đón tiếp mọi người khi đặt chân đến công ty đó. Hàng năm FPT Software đã cho ra mắt cuốn tạp chí Flat Time, và trong cuốn tạp chí này thì là tổng cập các sự kiện này, dự án cũng như đội ngũ và công nghệ nổi bật của năm. Bật mí thêm một điều thú vị nữa là Hola Park là một khu tổ hợp văn phòng đầy đủ tiện ích sống và làm việc, xây dựng một môi trường xanh và hiện đại. Và mọi người biết không, hiện tại thì Hola Park đang có 2 tòa nhà và sẽ sớm mở rộng sang tòa thứ 3. Wow, với 2 tòa nhà thôi mà đã cực kỳ rộng lớn và thu hút như thế này rồi thì không biết sang tòa thứ 3 sẽ còn hoành tráng đến mức nào nữa đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khoang làm việc Thanh Xuân, và để giúp mọi người hiểu rõ hơn về không gian làm việc tại nơi đây, hãy cùng mình tham gia buổi làm việc của các anh chị nhân viên nhé. Thêm một điều nổi bật nữa tại Hola Park chính là tên các phòng họp sẽ được đặt theo tên của các vị lãnh đạo sáng lập ra công ty đó. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng họp Hùng Dâu. Anh chính là anh Lê Thế Hùng, nguyên phó tổng giám đốc của FPT Software. Tại mỗi khoang làm việc đều có giếng trời để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Và ngoài ra ở đây thì thường được trồng rất nhiều cây xanh này để cho các anh chị nhân viên có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thêm một điều đặc biệt tại Hola Park mà các anh chị nhân viên rất là thích đó chính là khu vực pantry tầng 4. Và nơi đây thì có cái điều gì đặc biệt mọi người nhỉ? Hãy cùng theo chân mình khám phá nha. Anh đã làm việc ở đây lâu chưa anh? Mình làm việc ở đây khoảng tầm được 2 năm rồi. Anh có điều gì ấn tượng nhất về FPT Software không ạ? Đối với FPT Software thì mình thấy là đây là một môi trường với những con người rất là năng động. Và khuôn viên thì rất là nhiều cây xanh tạo cái cảm hứng cho mình làm việc. Đối với cái vấn đề ăn uống ấy, thì mình thấy là ở FPT Software thì có luôn luôn thay đổi cái menu ăn uống đa dạng cho nhân viên. Và các cô nhà bếp ở đây thì rất là thân thiện. Nên là mỗi lần mình vào căng tin mình cảm giác như kiểu là được chăm sóc cả gia đình của mình. Đấy là điều mà mình rất vui khi làm việc ở FPT Software. Em phải công nhận luôn ấy, mà em phát hiện ra một điều nhá. Lý do tại sao mọi người đi làm FPT Software thì chứ làm thì rất là ngon anh ạ. 10 điểm. Thì rất mong một ngày nào đấy thì mình có thể đón tiếp Ngọc dưới công việc là một nhân viên FPT Software và mình sẽ đồng nghiệp của nhau. Mọi người ơi, sau khi trò chuyện cùng với anh Quang thì mình cũng đã được chỉ điểm một nơi để có thể vừa làm cốc trà này, cũng như là trò chuyện chém gió cùng với cả đồng nghiệp. Mọi người cùng theo chân mình tìm hiểu xem đó là nơi nào nhé. Sau khi ăn trưa mà được dùng một cốc trà ấm như thế này, thực sự phải nói là tuyệt cú mèo luôn đấy. Và đây chính là cà phê Azan, nơi mọi người có thể nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn về mỗi buổi chiều tại Hola Park. Mọi người biết gì không? Tại Hola Park thì không gian lúc nào cũng được xây dựng theo lối kiến trúc mở này, hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên nhé. Đặc biệt ở Hola Park thì đang có một hàng hoa hồng đang nở rộ đây. Và Ngọc đảm bảo mọi người luôn, khi mà chụp ảnh lên thì hút rất nhiều like. Mọi người cùng thử kiểm chứng với mình nhé. Ai nói phải là đại gia thì mới được thử sức với bộ môn quý tộc này chứ. Mọi người có muốn thử trải nghiệm cảm giác sau những giờ làm căng thẳng này ra sân vung vài gậy không?
Nếu có thì đừng bỏ qua cơ hội làm việc tại FPT Software nha. Và đây, Chiano dành cho các anh em đam mê môn thể thao vua nhé. Thêm một điểm nổi bật mà Ngọc vừa giới thiệu với mọi người đó chính là khu vực bể bơi của Hola Park. Thử tưởng tượng xem sau một ngày làm việc đầy căng thẳng mà được ngụp lặn dưới làn nước tươi mát thì còn gì tuyệt bằng nhở. Nhưng mà hiện tại thì Hà Nội nó lạnh 10 độ mọi người ạ. Bây giờ mà xuống bơi thì chịu lại. Thôi, hẹn dịp khác nhé. Không chỉ mong muốn lưu giữ sự thân thiện gần gũi với thiên nhiên qua khu vực rừng trúc, mà đây cũng là khởi nguồn cho việc xây dựng ba sảnh mang tên quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba sảnh này không chỉ là kết nối với lối di chuyển giữa hai tòa nhà, mà còn mang lại trải nghiệm dịch chuyển xuyên suốt thống nhất của cả khu Hola Park. Sau khi đã tham quan một vòng Hola Park thì hãy cùng Ngọc trải nghiệm chuyến xe bus dành riêng cho các chị nhân viên nhé. Như vậy là đã kết thúc chuyến tham quan tại Hola Park của mình ngày hôm nay. Chính nơi đây đã thay đổi suy nghĩ của mình từ một nơi làm việc của các anh chị IT này thường là sẽ bị khô khan, nhàm chán, thành một nơi tràn ngập không gian xanh, hòa mình với thiên nhiên như thế này, đã thấy là còn có rất là nhiều tiện ích để thư giãn này sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hành trình khám phá của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!